Một bình rượu thô mừng cuộc tương phùng. Tài hạ đang chờ ba vị đến uống chung cho vui. Đừng có văn nhã quá, chúng tôi không có thích nghe đâu. Nếu mà tối nay không giải thích với chúng tôi thì ngày mai sẽ không nhìn thấy Thái Dương. Bình tĩnh lại. Thái tướng quân làm như vậy chắc là có nguyên nhân khác. Nguyên nhân chỉ có một, là ông ta không coi Bắc Dương Tam Kiệt chúng ta ra gì. Thái Ngạc hãy nói, sao ông không nhận một người nào trong đám binh lính con em của chúng tôi? Tôi đã nói qua, nếu họ thi vào không có đủ điểm, tôi không có cách nào thâu nhận. Có lẽ lúc đó tâm trạng của tôi không có được tốt. Dư thừa. Ồn ào thì không giải quyết được vấn đề. Nếu như Thái tướng quân có yêu cầu cao tới như vậy thì chúng tôi có thể phối hợp. Chúng tôi đã chọn ra một nhóm binh sĩ con em Bắc Dương tinh anh hơn nhiều. Danh sách ở trong này, ông tốt nhất là chấp nhận danh sách thì có thể giải quyết được vấn đề. Bây giờ giống như giao nan đề cho tôi hơn là giải quyết vấn đề. Thái Ngạc, một là phải nghe lời chúng tôi để giải quyết vấn đề, nếu không thì giải quyết không. Ê, đừng nóng nảy. Chỉ biết là hai ngày sau đám binh sĩ con em của tôi tới học đường sĩ quan của ông để báo cáo. Nếu chừng đó ông không nhận một người nào, tôi nghĩ trường học của ông thì khó mà khai trương được. Hai người đã thêm tên của em vào danh sách binh sĩ con em đội Bắc Dương hả? Thật ra chị cũng cảm thấy có điều không ổn. Vậy có được không? Nè, hình như lúc nãy người đưa cây bút xa nhanh nhất chính là chị. Vậy à? Lợi dụng thời cơ làm như vậy hình như là không có tốt. Em có muốn vô quân trường hay không? Muốn chứ. Vậy là được. Nè, nếu Thái Ngạc chỉ là con cọc giấy, Bắc Dương Tâm cậu đã ép hắn thì hắn nhất định sẽ sợ họ, thu hết binh sĩ con em ở trong danh sách. Tên em có trong danh sách sẽ thu nhận em luôn. Nè, nếu như ổng là con cọp thiệt. Vậy thì em thật tình khâm phục ông ta. Nè, nhưng mà khi nãy chị cũng đã thấy ổng không dám hó hé. Em không tin là ổng sẽ không nhận. Hơn nữa, bọn họ đều là người của Nguyên Thế Hải, cuối cùng thì chuyện này cũng sẽ qua thôi. Tướng quân, việc ngài giao cho tôi làm tôi đã làm xong. Tôi có một thuộc hạ đang gác tại kho quân quả. Hắn nói có một mối quân quả đem qua dự dựng chuyển tới. Đây là danh sách. Súng trường 6.5 do Nhật chế tạo, 500 cây, có 1000 cây súng nòng ngắn, có hơn 100 cổ đại pháo do Đức sản xuất. Thái tướng quân, có Mạc tham mưu trưởng tới tìm ông. Mạc tham mưu đích thân đến tìm tôi, không biết có chuyện gì? Chủ yếu là muốn thông báo cho tướng quân mối quân quả mà ông cần đã tới rồi, đang tồn trữ tại kho quân quả, ông có thể chuyển về. Cảm ơn Mạc tham mưu đã tận lực giúp sức. Ngạc mổ xin ghi nhớ trong lòng. Lời của đại tổng thống đã hứa thì tôi sẽ tận sức làm. Hơn nữa Mạc mổ cũng muốn biết, sau khi Thái tướng quân nhận mối quân quả này sẽ thi triển quyền cước bằng cách nào. Gần đây tôi nghe nói Thái tướng quân đã gặp một vấn đề hơi trắc trở hả? Mạc tham mưu muốn nói đến chuyện của Bắc Dương Tam Kiệt đã đề cử binh sĩ con em của họ. Tuy rằng người của họ ai nấy đều tài cán, nhưng mà tại hạ đối với việc huấn luyện các quân nhân thì có yêu cầu riêng của mình. Ba vị tướng quân tài nắm trọng binh, Thái tướng quân đã quyết định quá mau thu nhận con em của họ, e là Tam Kiệt sẽ không chịu bó tay dễ dàng. Thái tướng quân, tôi khuyên ông suy nghĩ cẩn thận thì tốt hơn. Trong lúc đi thi thì ai cũng mong được trổ tài, biết xong pha chiến trận chưa chắc là biết điều binh khiển tướng. Hơn nữa mỗi sĩ quan nắm trong tay hàng ngàn sinh mạng của binh sĩ, và cũng có liên quan đến thành bại của mỗi chiến dịch, cho nên nhân tuyển dụng đương nhiên rất là quan trọng. Như vậy khóa huấn luyện mới không bị uổng công. Ngạc mổ mỗi lần quyết định cũng đều trải qua sự suy nghĩ kỹ càng. Mạc tham mưu, ông không cần quá lo. Nếu Thái tướng quân đã nói vậy, Mạc mổ cũng không cần phải xen vào. Cáo từ. Xin phép. Tham mưu trưởng, tại sao chúng ta đi kiếm Thái Ngạc? Tôi muốn chứng thực là tại sao ông không chịu nhận đám quân sĩ con em của Bắc Dương. Nhận đám binh con em đó hay không liên quan gì tới mình? Nếu hắn nhận
thì quan hệ trở thành tốt hơn. Mình cũng không cần dùng mớ quân quả để chia rẽ họ. Bây giờ sẽ càng khó hơn, sẽ là lựu đạn lúc nào cũng có thể nổ. Tham mưu trưởng, ông thì chào mình. Tất cả đứng yên. Thái Ngạc, thì là to gan, dám cướp đi mấy quân quả của chúng tôi. Đừng có làm lính nữa, làm cướp đi. Ba vị tướng quân, hãy nghe tôi nói vài câu. Tôi biết ba vị lâu nay hy vọng là tôi sẽ nhận các con em binh sĩ Bắc Dương, nhưng lần nào tôi không hứa, là bởi vì thiết bị của chúng ta chưa có đầy đủ, quân quả lạc hậu, tôi e dạy hư con em của người ta. Tôi biết mấy quân quả này là nguyên đại tổng thống đã dành lại cho ba vị. Lần này tôi cố ý mượn đỡ dùng trước là để huấn luyện binh sĩ con em đội Bắc Dương, làm cho quân đội hùng mạnh hơn. Nếu ba vị không vui, tôi sẽ hoàn trả lại hết. Thưa chủ, Thái tướng quân đã thu nhận cháu. Thì thế, thì ra chỉ là chuyện hiểu lầm. Tất cả thu súng lại. Nếu đã như vậy, từ nay chúng ta là người nhà. Nghe đây, từ nay hãy theo Thái tướng quân học tập hết lòng, có biết không? Dạ biết. Ba vị thật là rộng lượng, có lòng gì tha. Thái tướng quân, lần này làm phiền tới ông. Rút lui. Đi về. Đi. Thái tướng quân, chúc mừng ông thành công lập quân trên. Nhưng có điều này tôi không hiểu gì mấy. Đám binh con em Bắc Dương nổi tiếng là hành vi bất kiểm, tại sao vẫn thâu họ làm học sinh? Tình thế người ta mạnh hơn, đành tùy cơ ứng biến. Sớm muộn cũng phải giải quyết gánh nặng này thôi. Chúng ta là bạn thân, tôi không muốn nói chuyện quanh co. Tôi muốn ông giúp tôi một việc. Là bạn thân, giúp được tôi nhất định sẽ giúp. Tôi muốn mượn sức mạnh của dư luận. Mr. Robinson, bên ngoài có cô tên Phụng Tiên tìm ông. Cô Phụng Tiên? Tôi không quen cô. Cô thật là nhanh chân. Một cô gái can đảm như cô, ông nên gặp mặt cho biết. Cô là cô Phụng Tiên à? Kiếm tôi có chuyện gì? Lỗ Bình Sơn tiên sinh, tôi muốn khiếu nại. Giúp người dân tìm ra trái nghĩa là trách nhiệm của chúng tôi. Cô muốn khiếu nại ai? Tôi muốn khiếu nại ông. Lần đầu tiên gặp mặt cô đã khiếu nại tôi. Tôi khiếu nại ông đã phản lại đạo đức nghề nghiệp. Các ông làm ký giả, có phải là nên khơi ra những bất công ở trong xã hội, không giúp cường quyền mà là báo sự thật? Bắc Kinh đã xảy ra chuyện lớn lao, có người để chịu đựng sự thiệt thòi, trái lại các vị không hỏi tới. Thử hỏi như vậy là đúng hay sai? Nếu ông nhìn nhận ông đã sợ áp lực của uy quyền, thì tôi cũng hết cách. Bây giờ tôi đi ngay, không làm phiền tới ông. Cô nên à, có thể nói rõ thêm một chút, để tôi có một báo cáo tường tận. Tôi muốn lột mặt nạ của Thái Ngạc. Ông tham ô phạm pháp, dùng quyền mưu tư lợi, hùa theo quyền thế hạ hiếp dân nghèo. Ông mở trường huấn luyện sĩ quan, chiêu sinh không có được công bằng. Còn nữa, nhân cách của ông cũng có vấn đề. Thế nào, lợi hại lắm phải không? Thiệt rất là lợi hại. Nếu không phải là bạn thân lâu năm của anh, tôi chắc chắn tin lời nói của cô. Lập tức đành báo. Anh nên lập tức đành báo. Đại tổng thống, đối với quân trường chiêu sinh không được công bình, tổng thống có biết hay không? Làm như vậy nó nảy sinh ra tranh luận, ngài có sợ sẽ sinh ra công phẫn hay không? Đại tổng thống, có phiền các người thuộc tờ báo nào dám dùng thái độ này nói chuyện với tổng thống? Tôi là ký giả nhật báo Mỹ Trung, nghe đồn trường huấn luyện sĩ quan đã có điều mờ ám, tư tưởng khác biệt, chỉ lựa chọn binh sĩ con em Bắc Dương. Vườn tổng thống, ngài có thể hồi đáp hay không? Phải, xin hãy hồi đáp. Dạ phải. Lời đồn thì do người gây ra. Các sự vụ trong trường huấn luyện sĩ quan tôi đã giao cho Thái tướng quân xử lý. Hay là như vậy, để cho Thái tướng quân xử lý đi. Trước hết tôi xin thanh minh, tôi tuyệt đối không có làm điều gì mà ám. Trước đây đích thực đã có thu nhận một số binh sĩ con em Bắc Dương, nhưng họ đều có yếu tố ái quốc và tài cán, tuyệt đối phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi nhận được tin trong số đó có hai người lúc ở Đồng Bắc đã từng phạm tội, hơn nữa một trong hai người bị tình nghi hiếp dâm dân nữ. Chuyện này ông giải thích thế nào? Nếu dư luận có điều hoài nghi về việc chiêu sinh, bây giờ tôi tự ra quyết định để dập tắt sự hoài nghi. Đó là tất cả những học sinh mà trường sĩ quan của chúng tôi thu nhận trước đây, toàn bộ giải tán hết để bắt đầu thi lại, bày tỏ sự công chánh. Tin rằng đại tổng thống sẽ không phản đối quyết định này của tôi. Được, mọi người cứ làm theo quyết định của Thái tướng quân.
各位越南的观众，我们 TVB 的节目是不是很正呢？不知道啊，我们新推出的越南恋爱频道都精选了海量的爱情剧集等着你们，快点 click 下面的 link like 和 subscribe 啦。